Đấng cứu khổ cứu nạn, vô thường sanh tử chẳng chờ ai, đừng cho già lão mới thọ tai, đại hạn tìm đến đâu biết trước, thanh xuân niên thiếu phải phòng ngay. Cách đây 5 năm, một buổi sáng, tôi nhận một cuộc điện thoại. Bạn tôi báo chị chồng của bạn bị tai nạn xe hơi đêm qua đã chết. Hai vợ chồng cùng đi trên xe, nhưng một người không bị hao tổn gì cả. Nghe chuyện chết chóc như thế như người trong mộng. Tai nạn giao thông có thể nói không ngày nào không có. Duy người mất không quan hệ với mình thì không thấy đau xót. Khi gặp tai nạn giao thông đưa đến chết người, sự mất mát rõ ràng mới ngộ việc đời vô thường. Mạng người chỉ trong hơi thở, sống chết chỉ có một hơi. Hai người cùng đi một xe, một người mất mạng, một người bình an. Cái lý đó như thế nào? Người sống ở đời, há chẳng biết thân này chẳng phải do mình làm chủ ư? Quỷ vô thường đến thì phải buông xả hết, không muốn cũng phải buông. Nào là danh dự, địa vị, tiền bạc, gia đình sung túc, tất cả những mộng ước trên thế gian cũng phải buông hết. Tất cả đều không mang theo được gì, chỉ có nghiệp tùy thân. Cách đây 3 ngày, một người bạn học gặp được Phật Pháp tâm lý rất sảng khoái, cùng nhau tìm đến giảng đường Phật Pháp ở Hương Cảng, tụng kinh Địa Tạng. Bấy giờ, đối với nghĩa lý trong kinh, anh ta không hiểu được, chỉ biết người ta tụng thì mình tụng, mà lòng thì rất hoan hỷ như gặp được châu báu, tuy còn mù mờ chưa rõ. Tụng đến đoạn, nếu có thiện nam thiện nữ, ở trong chỗ ở của mình mà thờ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, và kinh điển này thường trì tụng và cúng dường Bồ Tát, thì ngày đêm người ấy thường được tay dùng thần lực hộ vệ, cho đến các tai nạn về nước, lửa, đau tật, tai nạn lớn, tai nạn nhỏ, tất cả các việc ác đều bị tiêu diệt hết. Tâm liền sanh khởi vọng niệm, tụng kinh Địa Tạng đã có thể được bình an, lại tránh được các điều xấu ác, khuấy nhiễu. Vì giữ gìn thân tâm được an lạc, nên về sau phải thường tụng kinh Địa Tạng. Bỏ qua việc thâm nhập nghĩa kinh, bỏ qua việc thấu suốt một chữ, một câu trong kinh đều có ngữ nghĩa sâu rộng. Tôi lúc mới phát tâm tụng kinh Đại Thừa này, chỉ mong cầu tự thân bình an, không ngờ càng tụng lâu thì càng nhận rõ sự cảm động trong kinh văn, thấm dần vào tâm khảm. Bấy giờ, tôi ở trong một ngôi nhà ngoại đạo. Mỗi lần tôi lễ Phật tụng kinh, thường bị người trong nhà giễu cợt, đúng như trong kinh nói. Nếu có người ác hoặc quỷ thần ác, thấy người nam người nữ quy kính cúng dường, tán thán chiêm ngưỡng, lễ bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, hoặc sanh tâm hủy báng, nói chẳng có công đức và lợi ích gì cả, hoặc nhăn răng chê cười, hoặc chê sau lưng, hoặc khuyên người cùng chê, một người chê, nhiều người chê, cho đến chỉ khởi một niệm chê bài, thì người ấy trong đời hiệt kiếp, sau khi ngàn vị Phật diệt độ, quả báo của sự chê bai vẫn còn khiến họ chịu tội cực trọng trong ngục A Tỳ. Tình huống này đã miêu tả chính xác và thấu triệt, khiến người khó dùng tính tâm. Đức Phật ngàn trăm năm trước đã dự báo, đời ác ngũ trược, lòng người ủy mị. Ở trong kinh điển Đại Thừa, phải soi sáng như ngọn đuốc chiếu sáng, như đặt thân trước kính chiếu yêu, thì hồn phách phải lộ ra, không thể trốn tránh. Chê trách chánh pháp sẽ bị như thế. Tôi tuy bị người trong nhà chế giễu, chê bai, nhưng tôi vẫn theo sở hành, ý chí không dời đổi, đức tin nơi Địa Tạng Bồ Tát mỗi ngày một kiên cố. Kinh chép, người ấy được thiện tri thức nắm tay dẫn dắt ra khỏi đường hiểm, tránh các loài ác độc, đến nơi tốt đẹp được an lạc vĩnh viễn. Năm 1981, đoàn hoàng pháp của Tổng hội Phật giáo Trung Mỹ đến Hương Cảng hoàng pháp Lợi Sanh. Tôi được gặp thượng nhân Tuyên Hóa, đột nhiên tỉnh ngộ. Tôi và thượng nhân sớm kết phép duyên trong mộng, sao không mượn cơ hội này để quy y Tam Bảo. Tức thì tôi quy y với thượng nhân, tự quy y Phật Pháp, nhận mưu pháp để tẩy rỗ vô minh trong tâm. Thấu biết chúng ta ở đời phiêu bạt trong tam giới, bị khách trần nhiễu loạn, thật chẳng phải chỗ quy túc rốt ráo. Thường tụng kinh điển, tuy nhiều năm bị tập khí che lấp chân tâm, chưa có lý giải thâm sâu kinh điển, nhưng cứ tụng mãi cũng được chiếu sáng, cũng hiểu được một hai ý nghĩa ưu huyền. Lại thường khuyến khích bạn bè thân hữu nên gần gũi Phật Pháp. Năm trước đã từng khuyên bảo một người bạn nên sớm hôm lễ bái Địa Tạng Bồ Tát. 3 tháng trước
Mẹ của người ấy bệnh chết, người ấy thờ mẹ Chí Hiếu, muốn biết sau khi chết mẹ về đâu, nên thành tâm trì tụng danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, cứ trì niệm như thế. Vài ngày sau, nằm mộng thấy mẹ trạng thái an lành, bảo người ấy là bà vào ngày tháng năm ấy sẽ đầu thai của người, được làm thân nam tử. Kinh chép, nếu có chúng sanh ở cõi Diêm Phù, có thể vì cha mẹ hoặc bà con, sau khi mạng chung mà thiết trai cúng dường, chỉ tâm khấn nguyện, nếu làm như thế, sẽ được lợi ích cho kẻ còn người mất. Chắc chắn là như thế, Địa Tạng Bồ Tát thương xót tất cả chúng sanh nên phát đại nguyện. Địa ngục chưa trống, thể không thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Nguyện của Ngài sao rộng lớn và bình đẳng như thế. Mỗi khi tôi niệm hoằng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, tức thì suy nghĩ, chúng tôi thân đang ở trong nhà lửa mà chỉ lo mãi rong chơi, phóng dật, không biết khi nào rời bỏ, thật là xấu hổ, không có chỗ để tự dung vậy. Nay gặp được nhân duyên thù thắng, may mắn được Pháp hội Địa Tạng 7 ngày ở Vạn Phật Thánh Thành, trì tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, đúng là lúc chính thức, phản tỉnh, chiếu sáng ô uế trong tâm, tẩy sạch như mới, để tìm về chốn quy nguyên. Ha ha ha,